Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì hôm nay mình sẽ bật mí cho tất cả các bạn. Cuối tuần này chúng ta sẽ có gì? Cuối tuần này chúng ta sẽ có một giải Yuyo tại thành phố biển Vũng Tàu. Đó là Yuyo Jam Vũng Tàu. Và đây là một giải đấu sẽ được diễn ra tại cuối tuần này và chủ nhật này luôn. Và các bạn nhớ là theo dõi trên kênh mình. Và sẽ có rất là nhiều những hoạt động về Yuyo tại giải đấu, cũng như là tất cả các màn trình diễn Yuyo của tất cả các bạn, cũng như là tất cả những người chơi luôn. Đấu sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Và sẽ có rất là nhiều những khoảnh khắc Yuyo sẽ được ghi hình lại trên kênh của mình. Và các bạn nhớ là theo dõi trên kênh Nhan Tứ Đạt Yuyo của mình, để anh em mình sẽ cùng có được những thức phim hay về Yuyo tại giải đấu Yuyo Jam Vũng Tàu tại thành phố biển Vũng Tàu nha. Và bây giờ thì tập luyện thôi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video Yuyo tiếp theo. Và đặc biệt hơn là hẹn gặp lại tất cả các bạn tại giải đấu Yuyo Jam Vũng Tàu nha. See ya.